Cái gì cơ? Đây chú á. Đây chú nữa. Hả? Đây cả nữa chứ chú. Bất kìa. Sao ra đi sao? Đây chú. Cả nữa nè. Rồi bây giờ con cầm cái đàn hát bài mẹ nghe coi. Đàn không? Dạ. Nè. Đàn bài hát bài nghe bài bài bài. Hát bài bài bị phim nha. Bài bị phim nha. Bài bị phim nha. Không bài bị phim nha hả? Vậy thôi. Chơi khoái chơi trời lắm cô chú. Màu đó màu gì á? Green. Green đúng rồi. Màu đó màu gì á? Màu gì? Purple đúng rồi. Màu gì? Màu gì đây? Pink. Pink đúng rồi. Màu gì đây? Màu white đúng rồi. Wow, dữ ta. Chay đang mặc áo màu gì đó? Màu gì á? Pink. Pink, đúng rồi. Nó như pink, thấy thương vậy sao? Pink. Sao đầu tóc gì mà bù tóc gối dữ vậy đây? Pink. Hả? Sao đầu bù tóc gối vậy? Mày cột tóc lại cho chay nha. Chân bên sau nào. Hả? Wow, cô chú coi chay xay nè cô chú. Hay không? Tự động nó xay á. Giỏi lắm á. Chay giỏi không? Chay giỏi má. Chay giỏi má. Chay giỏi quá. Sao hát hát bản nghe coi, hát bản nghe chơi. Chứ ngồi cứ làm vậy hoài chán quá. Cuộc đời cho thêm chút mú xịt đi. Cho mú xịt cho cuộc đời tươi sáng đi. Bé mẹ, em bé mẹ. À em bé màu gì? Bé. Màu chó mẹ. Bé là pink. Hả? Bé ru bé ngủ đi. Bé nằm nè. Bé nằm đâu? Chú cha cho lên giường nằm luôn hả? Ru rớt em rồi, đâu vậy? Ủa, rớt em đâu rồi? Mất kêu rồi. Bé mẹ. Đâu? Rồi, giỏi quá, cho em nằm đi. Ngủ. Ngủ đâu? Ngủ đi. Ngủ đi. Trời ơi lấy quần đắp luôn. Vô lý không lấy quần đắp em luôn. Trời ơi cho em chồng em vô quần luôn hả? Trời đất ơi ngợp con ơi ngợp. Ngợp. Bé ngủ chưa sao? Hả? Bé ngủ sao? Bé sao? Bé ngủ sao? Bé ngủ sao? Ờ không hiểu. Không hiểu chay đang nói gì cả. Ngồi đi cho em ngồi kế bên con đi. Cho em ngồi kế bên coi con đi. Ngồi đó đi. Màu gì con nói cho cô chú nghe. Màu đều sao. Màu gì? Màu green. Màu green đúng rồi. Màu vàng oxy. Oxy. Và nè. Wow. Giỏi quá. Giỏi quá đúng rồi. Ôi tự làm tự khen luôn, ớn ăn không? Giỏi quá mẹ cho phép cho chú. Giỏi quá hả? Chay xây nhà cao quá. Mai mốt chay xây nhà cho mẹ mấy tấm. Hả? Không được đâu. Hả? Không được đâu. Không được đâu hả? Không được đâu. À bỏ cái đó không được đâu phải không? Bỏ chỗ khác. Ừ. Chỗ khác. Nói tiếng Việt không thấy không cô chú? Không mẹ. Bây giờ cái này là cái nắp của chai dầu. Cái này cái nắp của chai dầu thơm của mẹ đó. Con làm xúc coi nè. Chút mày vô mày gắn lại. Không có lấy tay mất mũi. Hết rồi. Mà bây giờ mày hỏi chay nè. Tính hỏi gì quên mất tiêu rồi. Tính hỏi gì quên mất tiêu trời. Ừ. Rồi quên. Hỏi cái đó vui lắm mà giờ tự nhiên quên rồi. Nè ngồi xuống đợi bản cho cô chú nghe đi. À, ý là bây giờ Ngọc sẽ nói tiếng Anh với nó rồi cô chú nghe nó trả lời tiếng Việt này nha. JD, did you have a good food today? JD, did you have good food? Can you say something? Say yes, mommy. Yes, mommy. Đó, kêu nó trả lời, nó mới trả lời, nó gật đầu, nó không muốn trả lời tiếng Anh. Kể đi. Tiếng Anh từ từ học sao hả chay ha? Không biết đâu. JD, you love mommy?
You love mommy? Can you say I love you, mommy? Can you say I love you, mommy? I love mommy. No. Ngọc nói là con có yêu mẹ không? Con có thể nói là con yêu mẹ không? Nên nó mới nói. Mẹ không? Cùng cháy có yêu mẹ không? Dạ. Giỏi. Cháy yêu mẹ cháy để đâu? Cháy để mẹ đâu? Đúng rồi. Rồi cháy yêu ai nữa? Yêu mẹ mẹ. Rồi yêu ai nữa? Em bé mẹ mẹ. Em bé đúng rồi. Cháy có yêu ba không? Yêu ba. Yêu ba để đâu? Đúng rồi. Cháy có yêu bà ngoại không? À. Yêu bà ngoại để đâu? Bà ngoại chả không? Đúng rồi. Còn ai nữa ta? Còn cháy có yêu ông nội không? Biết rồi. Hả? Kiếm gì á? Bộ đồ này nay mặc nhìn thấy trẻ trung sao động vậy chứ? Mẹ là này. Mà cháy có yêu ông nội không? Có yêu ông nội không? Ôi da. Ui già, bà có yêu ông nội không? Hỏi không trả lời luôn. Yêu nội đúng rồi. Rồi sao? Rồi ba Quy với Vinh Sình sao? Vinh Sình ngủ rồi hả? Rồi ông Cố làm sao? Ông Cố ngủ rồi hả? Ông Cố ngủ rồi. Mà mỗi lần con gặp ông Lũ là con nói thì sao? Hello ngủ. Hello ngủ hả? Mà hello gì? Hello già. Hello già. Mỗi lần con gặp ông Lũ nói thì sao? Chào Lũ. Chào Lũ. Hello con không? Mỗi lần con gặp ông Lũ con phải nói là hello ông già. Hello già. Đúng rồi. Hello Vũ. Hello Vũ. Mà Chay năm nay mấy tuổi rồi? Em. Chay mấy tuổi? 5 tuổi. No, 3 tuổi. Đúng rồi, ai hỏi con bao nhiêu tuổi con phải nói con 3 tuổi nha. Tại vì con không nói 3 tuổi là con sẽ bị chê già đó. Hết pin rồi, heo hết pin rồi hả? Sạc pin hả? Heo đó đâu sạc pin được, heo đó chỉ gắn pin mới vô thôi chứ không có sạc được. Heo chứ không phải iPad con. Heo. Ồ, cái đó ai mua chay á? Đúng, đúng rồi, sao nhớ hay ta? Hồi nào ta? Mua hồi nào? Hả? Mà mẫu mua hồi nào? Mua đã rồi. Hồi nào? Đã rồi mẹ. Hả? Đi đâu? Đi đâu? Nói không hiểu gì. Mẹ ơi. Cái gì? Chị trốn mẹ. Cái gì? Chị trốn mẹ. Quà kia 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 kia. Trời thường thường trời hiện tại bây giờ là nắng đồ vô nên quay khó thấy ha trời ha. Đúng rồi. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Trời ơi trời chị. Đây nè, tới giờ uống rồi nè. Uống đi con. Hả? Hả? Uống này. Uống nào? Uống đây hả? Rồi uống cái này đi mẹ cho. Hai miệng ra, hai miệng bự ra. Đúng rồi. Ha ha, giỏi quá, ngồi xuống. Hết rồi. Bây giờ nè, bây giờ mẹ có cái này nói với cô chú nè. Hôm qua cô chú hỏi cái này. Hỏi cái này rất là nhiều. Cái này là uống để cho giúp trẻ tăng chiều cao á, với lại ăn uống đồ này kia á. Đây, mẹ gỡ mít cho từ từ. Nhưng mà cô chú ơi, ngon không? Ngọc mua cái này ở chợ Hàn Quốc nên là cái này bán ở Hàn Quốc á các bạn. Nên các bạn hỏi Việt Nam có bán không? Rồi các bạn kêu Ngọc đọc tên, Ngọc cũng không biết đường đọc tên này là gì luôn á. Chay là cực kỳ khoái ăn mít nha cô chú. Đi qua nhà hàng xóm, cô gì hàng xóm ở nhà quá.
Trời ơi, cô cho mít ăn, khoái. Nên là Ngọc thấy vậy. Mua mít cho ăn. Nói làm sao? Please. Please, đúng rồi. Thấy chưa? Ngoài sầu riêng thì cô chay còn khoái ăn mít nữa nghe cô chú. Để mình ngồi mình lột mít cho chay nha. Mày lột mà bỏ vô dĩa. Quá ăn mít mà không biết ăn nó nặng bụng không biết đây. Ngon con. Con mời cô chú chưa? Con nói đi mít. Đúng rồi. Ngon quá. Mít ngọt quá. Ừ.